Hello anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con game xây dựng khá là dễ thương. Con game này có tên là Cozy Island. Và hiện tại thì con game này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Anh em có thể thấy được chữ beta test nằm ở dưới góc màn hình này. Đến với con game này thì mình sẽ vào vai một nhân vật nữ, một cô bé và mình sẽ xây một ngôi nhà của mình trên cái hòn đảo này. Đây là nhiệm vụ đầu tiên. Mình sẽ tìm những cái vật dụng để mà xây cái móng nhà. Nhiệm vụ thứ hai thì mình sẽ xây cái móng nhà. Đây, mình cần phải có đá này, với lại cái túi vật dụng này. Cái hình này chắc là cái thanh kinh nghiệm của mình đó, kinh nghiệm của mình. Ở đây có túi đồ. Ở đây thì mình có được hai vật dụng cơ bản khi mà bắt đầu game, đó là cái rìu với lại cái cuốc kim dùng để đào đá với lại chặt cây. Được rồi, bây giờ thì đi làm nhiệm vụ thôi. Hiện tại thì con game này anh em chỉ có thể tải ở trên cái ứng dụng Tap Tap thôi nha. Còn Sea Play thì vẫn chưa có hỗ trợ đâu. Mình chơi như thế này là mình đang chơi ở trên cái ứng dụng Note Play đó, anh em có thể tải về. Thích thì tải về máy tính chơi, còn không thì tải về điện thoại. Cái con game này sau khi mà nó ra chính thức ấy thì mình sẽ chỉ có thể chơi lại từ đầu thôi nha. Dữ liệu nó sẽ mất hết trơn luôn. Cái này là gì? Mấy cái cành cây à? À, vậy là từ cái bụi cây này mình sẽ thu thập được những cái cành cây này. Mình có thể làm được những cái búa đá nữa. Ui hay thật. Được rồi, bây giờ mình đang cần đá phải không? Nhiệm vụ đây này. Mình cần 6 viên đá. Được rồi, đi kiếm đá thôi. Nhánh cây này nọ cứ từ từ đã. Hy vọng con game này sau này nó sẽ mở cái tính năng co-op, mình có thể chơi và gặp những người chơi khác để có thể mà trao đổi những cái vật tư xây dựng. Ở trên cái góc trái màn hình, anh em có thể bấm vào cái biểu tượng này. Ở đây mình có được một vài thứ hay ho. Đây là một cái quyển cẩm nang. Ở đây thì mình có thể xây dựng hoặc là mình có thể chế tạo được những cái vật phẩm trong nhà của mình sau này. Nãy giờ mải mê đi chơi quá. Đây rồi, đá đây rồi. Có rất là nhiều đá ở đây. Cái con game này mình thử tải về trên BlueStacks rồi nhưng mà không có chơi được. Chỉ có thể chơi trên cái ứng dụng Note Play thôi. Rồi. Nếu không nhầm thì mình đủ đá rồi đó. À, có cái mỏ mỏ quặng ở đó phải không? Cái này là gì? Quả hả? Đây không phải là con game sinh tồn nha anh em, đừng có nhầm lẫn nha. Đây là con game xây dựng ấy. Mình cũng sẽ cần phải đi khai thác quặng này nọ ấy. Mà mình nghi ngờ là cái quặng này là mình sẽ phải cần kiểu như là cần cái cốt kim tốt hơn. Đây phải không? Úi. Phải. Dùng cái cốt kim này mình khai thác quặng được luôn. Hay thật sự. Xem nào. Hình như đây là cốt kim loại tốt. Vậy là nếu nó hỏng rồi là mình sẽ phải kiểu như là chế tạo cái cốt kim nhưng mà loại phổ thông hơn phải không? Úi, quả này. Đây là nơi mình chế tạo ra cúc kim hay là cái búa phải không? Không phải, đây là nơi chế tạo ra mái nhà. Những vật dụng cứng hơn. Rồi, cái bàn này mình sẽ chế tác gì ở đây? À, búa, búa đá. Anh em để ý thì cái vật dụng mà mình chế tạo ra đó là nó làm rất là thô sơ nha. Còn cái mà mình được cho đầu game này là hai cái vật dụng này nó làm rất là chi tiết luôn. Rồi tốt. Vậy là sau khi hỏng cái hỏng hai cái này rồi thì mình sẽ phải rất là cực nhọc để mà thu thập được cái loại quặng này này. Loại quặng này thì mình phải dùng cái búa là tốt hơn. Ôi, đây là đất sét anh em ạ. À. Đây là đất sét không phải là quả đâu. Lúc nãy nhìn mình cứ nghĩ nó là quả lê, quả táo gì cơ. Được rồi, bây giờ thì xây cái móng nhà thôi. Tàng tàng tàng. Xong được cái móng nhà rồi. Ngôi nhà này hơi nhỏ nha. Bước tiếp theo là mình sẽ phải làm gì nhỉ? Lên level 2 rồi chứ. Lên level 2 rồi chứ. Ui, kinh nghiệm vượt quá luôn này mà vẫn chưa lên level. Rồi, lần này bây giờ thì mình sẽ làm cái sàn nhà. Làm sàn nhà thì mình cần có gỗ. Mình sẽ phải đến cái xưởng chế tác bên cạnh. Wow, lên level mình sẽ được một số phần thưởng như thế này. Đủ không? Gỗ nè. Ui, nó bảo mình vừa lên level 2 nó cho mình gỗ mà ta. Gỗ đâu? Ừ, nếu mà cho mình gỗ thì mình cần gì phải đi làm nhiệm vụ nữa phải không? Đây rồi, cái xưởng gỗ của mình đây rồi. Ok. Hướng dẫn đầu game. Với ba cái nhánh cây thì mình có thể chế tạo được một khúc gỗ hả? Kéo nó vào đây. Ui.
chỉ có thể gọi là cứ từ từ mà làm thôi. Mình thu thập nhanh quá thì mình sẽ phải tốn tiền đó. Ok. Đối với phần đầu game thì mình không được thoải mái cho lắm, bởi vì nó bắt mình đi theo cái hướng dẫn cơ bản của nó. Cái móng nhà xong rồi mong đến cái sàn nhà. Đây là mấy thành đà ngang phải không? Tiếp theo là mình sẽ cần phải làm cái bậc thang đi lên. Ok, có được cái bậc thang đi lên rồi. Úi, có một ông lão này. Yeah, có thêm trợ thủ rồi. Một người hàng xóm ở cái hòn đảo gần đến đây thăm mình phải không? Đúng rồi. Được rồi, bây giờ thì đi làm quen với ông ta thôi. À, ông này ông sẽ đến đây và trao đổi những vật dụng của mình hả? Hay vậy? Phải không? Không phải phải không? À, ông đến đây và ông sẽ đưa những cái yêu cầu, và nếu như mình thực hiện những cái yêu cầu đó thì mình sẽ nhận lại những cái phần thưởng. Và sau khi mình làm hết bốn nhiệm vụ này luôn á thì mình sẽ có được cái thùng đồ nghề này. Đây là những cái cỏ lúc nãy mình nhặt này. Đến bây giờ thì nó lại có ít. Bây giờ mình cần thêm ba cái cây thân gỗ này nữa. Ok, lên level 3 rồi, mình được nhận một số phần thưởng này đây. Được rồi, bây giờ thì đi chặt cây thôi. Chặt cây. Game này rất là dễ thương luôn nha. Theo như mình thấy thì con game này hiện tại nó có một bản nhạc thôi. Chơi từ lúc nãy đến giờ chỉ có một bản nhạc, hay là đến khu vực khác thì nhạc nó sẽ khác. Ê, hy vọng sau này nó sẽ có cái tính năng đi săn thú nữa nha. Có một ngôi nhà ở đằng sau kìa, ở một hòn đảo khác. Vậy là những hòn đảo này nó sẽ liên thông với nhau đấy. Yeah, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ừ. Sau 28 giây nữa hả? À, cái khoảng thời gian này sau khi nó đếm ngược thì ông ta sẽ trở lại đây một lần nữa. Yeah, vậy là mình nên đi thu thập tất cả những cái gì mình thu thập được thì thu thập hết đi. Đây, phần thưởng nè. Bây giờ thì mình sẽ xây tường cho ngôi nhà thân yêu của mình. Dạ. Phải không? Không, đây là phần trụ chính thôi. Bây giờ làm đà ngang này. Ha, cũng may có vật tư luôn. Oh yeah. Tiếp theo, bây giờ mới là phần sàn này anh em. Bây giờ mình mới là phần sàn nhà này. À, vậy là mình có thể xem trước được những bước tiếp theo mình xây ngôi nhà mình đây. Và đây là những vật dụng mình cần cần phải có. Ok. Mình cần có một miếng ván này, hai miếng ván. Ok. Mình sẽ cần rất là nhiều ván nhé. No. À, từ gỗ này làm ra ván. Trời đất ơi. Vậy là mình sẽ cần rất là nhiều gỗ đấy. Mình phải đi thu thập gỗ thôi. Ôi, kể ra mình kiếm được 1.400 vàng rồi. Nhanh thật sự. À, đúng rồi. Tranh thủ đi qua đây. Qua đây mình làm cái quốc kim đi. Đây. Làm cái này đi. Làm thêm cái này nữa. Đi thu thập những vật dụng của mình đã làm xong thôi. Nó nói mình cái gì đấy? À, nhiệm vụ ngày của mình đây này. Còn thu thập thêm 8 đá nữa. À, vậy ra cái bản vẽ này có nghĩa là mình sẽ phải xây dựng nó. Ok. Mình xây dựng 4 lần thì mình sẽ xong được cái bản vẽ này nha. Có gì ở đây hay ho không? Hết rồi. Bây giờ nó báo mình phải đi làm nhiệm vụ ở cái chỗ màu xanh này này. Đây hả? Rồi. Nó bảo mình chế tạo một cái búa khác. Ui, thiệt sự là rảnh ghê á. Tôi đang có rồi mà. Từ xa mình có thể trả nhiệm vụ không? Không có nha. Mình sẽ phải đến gần ông kia thì mình mới trả nhiệm vụ được. Ôi rồi ôi. Ok. Vậy là xong nhiệm vụ. Yeah. Rồi, đợi thêm 30 giây nữa, ông ta sẽ quay lại. Tập trung làm nhà cho xong đã. Không lát nữa thiếu vật tư thì chết.
Phần sàn nhà xem như thế nào, đẹp đấy. Nhưng mà mình thích cái màu gỗ sáng hơn là màu gỗ tối. Ok, mình thiếu một cái túi đồ nghề như thế này. Mình phải đi tìm ông hàng xóm để mà làm nhiệm vụ lấy cái túi đồ nghề thôi. Wow, nhiều thật sự. Chế tạo thêm một ít cái này nữa. Từ từ bình tĩnh nào. Mình có nhiều gỗ mà. Chế tạo như đây đi. Ông ta quay trở lại chưa? Quay trở lại rồi này. Lần này mình gần như có thể nói là làm xong hết rồi. Nhưng mà ông ta lần này đến đòi mình 3 viên đá hả? Chết rồi, đá thì không ổn rồi. Hiện tại mình nói về đá thật sự là hiếm ấy. Rất là hiếm luôn. Hello ông lão. Bắt buộc phải hoàn thành để mà lấy cái này thôi. Ông ta đi rồi. Tiếp tục phần này là phần tường phải không? Cái what the trời ơi. Được có một mảng tường thôi. Chết chết chết. Bào nguyên liệu kinh quá. À, cửa sổ hả? Mình cần có kính. Được rồi. Phần thưởng ở đây. Nhận phần thưởng thôi. Nhận được luôn không? Ok. Sắp lên level rồi. Bây giờ thì mình sẽ. Cái này là gì? Tái chế hả? À, sau 15 phút nữa thì cây cối nó sẽ mọc trở lại. Tránh cái trường hợp gọi là mình khai thác quá đà. Rồi. Bao gồm những gì? Ui, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Thêm cái này đi. Ok. Ông ta quay trở lại rồi hả? Nhanh quá vậy. Cái này là cái nguyên liệu chính để mà mình xây cái cửa kính ấy, mình làm cái cửa kính. Mà bây giờ ông ta thu thập hết của mình rồi. Chết thật. Hello. Đá đen này. Đó là than chứ hả? Rồi còn viên đá này giao cho ông ta luôn. Lên level chưa? Sắp lên rồi. Chết rồi. Cái đất sét này thì mình sẽ phải đi khai thác mới ra được. Vậy là mình sẽ phải đợi 15 phút nữa hả? Trời đất ơi, sao mà lâu quá vậy? Có mảnh gương rồi này. Có mảnh gương rồi, đi làm cái cửa sổ thôi. Yeah, what? Cần 2 cái túi này nữa. 2 cái túi này thì mình có thể mua được 2 túi với giá cái gì đấy? Một cái thùng đồ nghề này với giá 2.500 vàng luôn ấy. Mình không đủ tiền mua một cái nữa. Vậy là mình phải bắt buộc làm nhiệm vụ thì nó mới có cái thùng đó. Để có được cái thùng đó thì mình sẽ phải làm nhiệm vụ nói chuyện với hàng xóm giao đồ cho ổng ấy. Ôi khổ quá khổ quá. Hết rồi. Có thể coi như là mình hết rồi. Mình phải đợi cái khoảng thời gian 10 phút này nó trôi đi. Nó trôi đi thì mình mới có thể gọi là thu thập thêm các vật dụng như là các vật tư như là đá nè, cây cối, gỗ. Trời đất ơi, lâu thật sự luôn ấy. Ok, chắc là dừng ở đây thôi. Đợi 10 phút nữa nó ra rồi mình tiếp tục xây nhà. Ở video sau thì chắc là mình ngôi nhà của mình sẽ xây hoàn thành đấy. Ok, đây là những điều cơ bản khi mà mình chơi và cũng như là làm quen với con game Cozy Island này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Ở video sau thì mình sẽ cho anh em thấy được ngôi nhà mới của mình nó hoàn thành như thế nào. Yeah. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại ở video sau.